Hello mọi người, đây là vlog thứ hai của mình trong năm 2023. Vlog này được quay hồi Tết âm lịch đầu năm, cũng có vẻ là hơi lâu rồi, nhưng mà chắc là mọi người sẽ nghĩ là bây giờ mà up vlog đầu năm thì nó kỳ kỳ phải không? Nhưng mà mọi người yên tâm đi, tại vì mình thấy vlog này cũng không khác gì mấy vlog ngày bình thường mình làm cả. Vlog này cũng khá là dài vì Tết mình về nhà hơi lâu, cho nên mình quay rất là nhiều thứ luôn. Mình sẽ chia vlog thành nhiều phần nhỏ cho dễ coi, nên mọi người nhớ bật thông báo để khi nào ra vlog mới thì xem nha. Xong vlog này rồi thì mình sẽ up vlog mới nữa á mọi người, tại vì cho tới bây giờ thì mình quay cũng khá là nhiều, mà để video đó hoài không có làm gì thì ổn quá. Với kiểu edit vlog mới thì mình sẽ siêng năng lên chút xíu, chứ bây giờ là mình thiệt là lười, dã man lười luôn. Mở đầu vlog này là mình đi cắt tóc nè mọi người, tại vì tóc dài quá rồi, mới lâu không có làm gì cho nên mình muốn thay đổi chút xíu. Đây là tiệm cắt tóc quen mình hay cắt từ hồi chuyển nhà qua quận 7 tới bây giờ. Đợt này anh chủ người Hàn làm cho mình một cái kiểu tóc ưng lắm luôn, nhưng mà hớn ha hớn hở chưa được bao lâu thì su cà na lắm, tại vì da mình tự nhiên nó bị kích ứng. Cắt tóc xong không có được xả ra để tạo kiểu này nọ, mà toàn là phải cột tóc lên rồi xước máy lên để cho tóc nó đỡ chạm vô da mặt á, cho nên nhiều lúc nhìn nó hơi ngố xíu. Trước khi về nhà ở Cần Thơ ăn Tết thì mình cũng dọn nhà ở đây một chút cho nó có không khí, tại vì mọi người cũng biết là Tết đó là ngày toàn dân dọn nhà mà, phải không? Ở nhà bình thường thì mình sẽ hút bụi bằng máy hút bụi, nhưng mà tại vì mấy nay mình thấy nó ồn quá cho nên xài chổi cho nó truyền thống.
Ngày mai là mình đi về Cần Thơ rồi, cho nên bây giờ hôm nay trước một ngày mình sẽ đi bắt đồ và vali để chuẩn bị về. Cái vali mình lớn nè. Đợt này về nhà là mình về tới 2 tuần lận, cho nên bắt đồ khá là nhiều luôn. Để coi. Cái này là túi đựng cáp nè. Mấy cái này là đựng cáp sạc cho mấy cái thiết bị điện tử mà mình mang về á, ví dụ như cáp sạc máy tính nè. Rồi cái này là sạc nhiều cổng để mình có thể sạc điện thoại rồi iPad các kiểu, đồng hồ nữa. Cái này rất là tiện luôn, nó chỉ có một cái cọng dây điện cắm vô điện, rồi có một cái cục chỉ nè, nó sẽ có nhiều đầu, mình cần xài cái nào thì mình ghim vô. Thay vì mỗi một món á mình phải đem một cái cọng sạc riêng, thì một cái củ sạc riêng á, thì cái này nó chỉ cần có một cái thôi, mình chỉ cần đem dây về sạc là được. Thêm mấy cái dây linh tinh đó nè, đồng hồ, điện thoại, rồi sạc di động các kiểu. Cái này rất là cần thiết khi mà đi xa nhà, cho nên lúc nào cũng phải có hết, chứ không có là khỏi sạc luôn. Mà cái này nó hơi nặng cho nên mình không có bỏ ba lô, mà phải bỏ vô trong vali cho nó nhẹ, tại vì bình thường cái đó cũng cần xài gì đâu, về nhà mới xài. Tiếp theo là đồ dưỡng da. Dạo này đợt này da mình nó vừa mới bị kích ứng đó, cho nên dưỡng da là đơn giản luôn, chỉ có tẩy trang dưỡng rồi bông tẩy trang các kiểu thôi. Cái bọc nó có như đây hả, mà mấy cái này á là mấy cái chai lọ mà mỹ phẩm á mình xài rồi á, mình giữ lại để mình sử dụng thôi, chứ thực ra nhìn vậy chứ bên trong nó là cái mỹ phẩm khác nha. Còn cái này á là đồ make up. Thật ra nó đồ make up vậy thôi chứ cũng đâu có gì đâu, chỉ có mấy cái son, tại vì da nó đang bị kích ứng, nó đâu có xài gì được. Với lại thêm mấy cái này nữa nè, cái này là con Foreo UFO để đắp mặt nạ, cái này đắp mặt nạ sướng lắm. Còn cái này là con bè dùng để massage mặt á, đắp mặt nạ xong xài con này vô cực kỳ đã luôn. Tí nữa mình phải đắp thêm tí mặt nạ xài cho con UFO nữa chứ không phải quên. Rồi cái túi này là mấy cái đồ thiết yếu đem về nhà, mà nó hơi to cho nên đựng thành cái túi này, tại vì chiếc ra thì nó cũng hơi phiền á. Trong này á quan trọng nhất là cái này nè, cái này là xịt chống mũi nha. Về Cần Thơ là lúc nào mình cũng bị mũi cắn chân, nguyên nhà không ai bị cắn chân, có mời mình nên bị mũi cắn lên, cho nên lúc nào cũng phải đem về để chống mũi ha. Ngoài ra thì còn kem chống nắng nè, cái này quan trọng và sạc full size cho nên đem về. Ngoài ra thì mình còn phải đem về tăm nước nữa nè, tại vì bây giờ đang niềng răng cần tăm nước để làm sạch răng cho nó kỹ á, cho nên lúc nào cũng phải xài, chứ bây giờ xài quen rồi không thể nào thiếu được luôn. Ngoài tăm nước á thì còn bàn chải đánh răng nữa. Đánh bàn chải điện quen rồi, giờ không có thích xài mấy cái bàn chải tự đánh nữa. Cái hộp này là hộp để đi du lịch, thì bên trong nó có bàn chải này với một cái đầu bàn chải. Cái hộp này có thể chứa hai đầu bàn chải, hai người sử dụng một cái được nữa. Lấy ra để sẵn thôi nhưng mà vẫn còn xài, ngày mai mới mở vô vali sao. Còn cái quan trọng là phải đem về, tại vì mình đang đeo niềng á, mà cái niềng của mình là mỗi một tuần á là phải đổi một cái, tại vì niềng mà niềng Invisalign á phải đem về để có niềng mà đổi. Nếu mà mình đi 2 tuần thì mình sẽ đem 3 túi, thì là xài có 2 cái thôi, nhưng mà đem một cái thêm để trong trường hợp nào đó lên không kịp thì phải có niềng để thay. Đặc biệt mình còn đem về cái cục này nữa nè, cái này là cái raptor bé, nhỏ xíu mà dễ thương lắm.
mình bật lên vậy nè. Đó. Tại vì cái wifi ở nhà mình á, nó không có được mạnh lắm. Thì kiểu á, cái wifi nhà mình đặt ở phòng khách á, còn mình phòng là phòng ngủ của mình thì nó ở xa cái phòng khách quá, cho nên mỗi một lần về á, ở trong phòng ngủ á, hứng wifi rất là cực luôn. Tại kiểu nó cứ lúc có lúc không, cho nên đem thêm cái cục này về để cho nó tiếp sóng, nó phát wifi mạnh hơn chút đỡ mất công đi ra ngoài. Cái này thì xài cũng đơn giản, chỉ đem cần đem về cắm điện và kết nối vô đây là xong. Ngoài ra thì còn một số vitamin mà mình uống mỗi ngày đó nè, đem về để uống để tăng sức đề kháng rồi bổ sung vitamin cho cơ thể đó. Cái này là cái hộp thôi, còn bên trong nó là vitamin khác chứ không phải là mỗi cái này thôi đâu á. Mình bỏ rất là nhiều thứ vô đây. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đi xếp đồ, lựa đồ để về Tết mặc. Rồi xong đó mình sẽ để cái vali ở đây cho tới sáng hôm sau để coi còn thiếu cái gì nữa thì cứ bỏ vô thôi.
này mình làm hơi ít đường nè, chứ nếu mình nhiều đường là giờ nó kết trên đường nhóc hết trơn. Dịch kìa.